Giới thiệu anh em cái dòng máy Honda 8 ngựa của Nhật nè. Đối với anh em nào đam mê dòng nghĩa địa Nhật nè, Honda băng 8 ngựa cốc thẳng. Nó nói thì bao chạy nha anh em. Bô trắng luôn à, bô này hiếm lắm nè. Bô này lâu đời lắm rồi nè. Bô này là dòng đầu tiên của Honda nè bà con. Đây. GX 240 8 ngựa 3.600 dòng trên phút cốc thẳng. Rất đẹp. Tới đây, tới cái dòng nhỏ hơn là Honda 3 ngựa rưỡi 2.000 dòng trên phút, mắt đi xe băng luôn. Cái dòng này là dòng đầu tiên của Honda nè, bô trắng là dòng đầu tiên nè, bô sau này ra bô đen không à. Bô trắng là dòng đầu tiên nên rất là bền. 3 ngựa rưỡi cốt xéo nha. Con này cũng bao chạy luôn. Đây dòng Mitsubishi GM 91 L cốt xéo 2.7 nha bà con, mất xe băng luôn nè. Cốt xéo 2.7, bô này ấm lắm nè. Cái này cũng là dòng đời đầu của Mitsubishi bà con, cốt xéo. Còn đây rồi Kuta tông đứng. Kuta này là từ 4 ngựa rưỡi đến 3 ngựa rưỡi. Kuta 1850 GK, hay gọi là Kuta lỗ nè, tại vì nên nó có lỗ nè. Cút xéo luôn nha, con này cũng còn khá đẹp nè. IC luôn nè con. Nãy giờ toàn giới thiệu máy, dòng máy là dòng máy chạy bằng IC không con. Cút xéo luôn nè. Dòng quay nó cũng từ 1.600 đến từ 1.800 đến 2.000. Nó là tôi chậm cút xéo. Đây là động cơ 2 thì 4 ngựa nha bà con. 2 thì 4 ngựa. Máy còn nhiều lắm mà dọn từ từ ra cho bà con coi. Nó xăng còn rất là nhiều. Đây, nhận máy chạy rồi hết nha. Giá từ 1 triệu cho lên. Tất cả đều chạy hết. Anh em nào có nhu cầu thì alo 0999 088 635 607. Đối với anh em là đam mê dòng máy xăng nghĩa địa của Nhật. Rồi chào anh em.